Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2024 rồi quý vị các bạn ạ. Đâu đó còn khoảng tầm 5 ngày nữa thôi là kết thúc tháng rồi. Cái thông tin mà đang được nhiều người để ý quan tâm ngóng chờ nhất trong cái thời gian vừa qua, đó chính là về cái giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Về cơ bản thì chính phủ cũng đã đồng ý giảm 50% rồi. Nhưng khi nào áp dụng mới là cái vấn đề nhiều người quan tâm nhất lúc này. Thì cái này chúng ta đều phải chờ thôi quý vị các bạn ạ. Bây giờ thì nó sẽ giảm là 3 tháng thôi chứ không phải là 6 tháng như những năm trước đây nữa. Và trước mắt quý vị các bạn đó là chiếc xe Toyota Vios. Chiếc xe mà các phiên bản hiện tại đang phân phối của nó cũng đều là sản xuất lắp ráp trong nước. Có nghĩa rằng nó cũng sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Và đây là một chiếc xe mà hiện tại thời điểm này chỉ nói về giá xe không nhá. Sau khi trừ đi khuyến mại giảm giá, giá đang là tốt nhất ở phân khúc cỡ B khi mà so sánh với cả Hyundai Accent, khi mà so sánh với cả Honda City quý vị các bạn ạ. Dòng xe Toyota Vios này thì bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, rất là phổ thông rồi. Tại thời điểm này thì đang phân phối với 3 phiên bản, có một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Vậy thì video này mình sẽ cập nhật về chính sách giá bán hàng tại thời điểm này, khuyến mại chi tiết dành cho từng phiên bản của Toyota Vios, cũng như là cập nhật cái mức giá lăn bánh nếu bây giờ chúng ta đi đăng ký ra biển luôn, và mức giá lăn bánh theo cái phương án mà chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký thì cụ thể mỗi phiên bản chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền anh chị nhé. Vậy thì cụ thể chi tiết như sau. Đầu tiên là phiên bản số sàn của Toyota Vios, phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 458 triệu đồng. Những ngày cuối cùng của tháng 8 này, đây cũng đang là trong thời điểm của tháng Ngô đấy, giảm giá về tiền mặt 37 triệu dành cho quý vị các bạn. Giá xe còn lại 421 triệu đồng thôi anh chị nhá. Số sàn mà có 421 triệu đồng thôi, giá này thì nếu mà đã thích số sàn rồi hoặc chạy công việc, chạy dịch vụ, mình nghĩ là lựa chọn chiếc xe này rất là ok luôn. Giá lăn bánh nếu bây giờ đi đăng ký luôn, ra biển luôn không chờ thuế nhá, ở tỉnh là 473 triệu, ở Hà Nội là 502 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 493 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 473, ở Hà Nội là 502 và thành phố Hồ Chí Minh 493. Nếu mà chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của phiên bản số sàn này, ở tỉnh nó chỉ còn lại có 448 triệu đồng thôi quý vị các bạn ạ. Ở Hà Nội là 473 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 468 anh chị nhá. Ở tỉnh là 448, ở Hà Nội là 473 và thành phố Hồ Chí Minh 468 triệu đồng. Nếu như mà chúng ta mua trả góp của số sàn Toyota Vios này thì ở tỉnh số tiền bỏ ra tối thiểu là 110 triệu, ở Hà Nội là 136 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 130 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 130, ở Hà Nội là 136 và thành phố Hồ Chí Minh là 130 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Số sàn thôi nhưng mà đèn led rồi, số sàn thôi nhưng mà có ghế da rồi, có màn hình giải trí rồi, có cam lùi, có cảm biến lùi quý vị các bạn ạ. Và số sàn thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là chạy công việc, chạy dịch vụ hay là thích đi số sàn lựa chọn Vios, mình nghĩ nó là cái ưu tiên số 1 tại thời điểm này nếu mọi người đang tham khảo. Tiếp theo sang hai phiên bản số tự động của Toyota Vios. Đầu tiên đó là Vios eCVT, bản số tự động 3 túi khí với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 488 triệu đồng anh chị ạ. 488, dịp những ngày cuối tháng 8 này giảm về tiền mặt 39 triệu, giá xe còn lại 449 triệu đồng anh chị nhá. Nếu bây giờ đi đăng ký ra biển luôn không chờ ở thuế, ở tỉnh sẽ là 505 triệu, ở Hà Nội là 536 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 525 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 505, ở Hà Nội là 536 và thành phố Hồ Chí Minh 525 triệu đồng. Nếu như mà chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của Vios eCVT này thì như nào? Ở tỉnh số tiền còn lại chỉ còn là 479 thôi, ở Hà Nội là 504 và thành phố Hồ Chí Minh 499 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 479, ở Hà Nội là 504 và thành phố Hồ Chí Minh 499 triệu đồng. Chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của Vios eCVT này giúp đâu đó chúng ta tiết kiệm được rơi vào 32 triệu đồng anh chị ạ. Bản này nếu như mà lấy trả góp thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 120 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 145 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 140 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 120, ở Hà Nội là 145 và thành phố Hồ Chí Minh là 140 theo phương án mà chúng ta mua trả góp.
Nếu như mà đã thích Toyota Vios rồi, thích đi số tự động, đòi hỏi tầm tiền dễ tiệm cận nhất, thì Vios e-CVT này là một sự lựa chọn rất ok. Giá xe còn lại có 449 triệu đồng thôi, lăn bánh tỉnh sau giảm thuế có 479 triệu đồng thôi, thì có phải giá này đang là rẻ bậc nhất ở cỡ B sedan rồi, đúng không ạ? Bây giờ sang phiên bản thứ ba, đó là Toyota Vios phiên bản G. Bản G là phiên bản đầy đủ option nhất, phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 545 triệu đồng thôi. Quý vị các bạn ạ, giảm giá về tiền mặt tại thời điểm những ngày cuối tháng 8 này 41 triệu dành cho quý vị các bạn. Vẫn có tặng nhá, dán kính, có trải sàn, có camera hành trình. Giá bán xe còn có 504 triệu đồng thôi. Lăn bánh tỉnh, nếu bây giờ đăng ký luôn ra biển luôn ở tỉnh còn lại là 565 triệu. Ở Hà Nội là 597 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 585 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 565, ở Hà Nội là 597 và thành phố Hồ Chí Minh 585 triệu đồng cho phiên bản đầy đủ option nhất của Toyota Vios. Bản này nếu như mà chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký thì sao? Ở tỉnh số tiền còn lại có 536 triệu thôi. Ở Hà Nội là 562 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 556 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 536, ở Hà Nội là 562 và thành phố Hồ Chí Minh là 556 triệu đồng. Chờ có chính sách thuế mới đi đăng ký của cái chiếc xe Vios G này, đâu đó giúp chúng ta cũng tiết kiệm lên tới 36 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Và nếu như mà lấy trả góp của Vios G này thì ở tỉnh số tiền bỏ ra tối thiểu cần chuẩn bị là 133 triệu. Ở Hà Nội là 158 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 153 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 133, ở Hà Nội là 158 và thành phố Hồ Chí Minh là 153 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là ba phiên bản, ba sự lựa chọn về Toyota Vios, một chiếc xe sedan ở trong phân khúc cỡ B. Tháng vừa rồi Toyota Vios có doanh số cũng rất là tốt, có thể nói là tốt bậc nhất ở phân khúc sedan cỡ B khi mà so về doanh số. Và đương nhiên với cái mức giá mà như thế này, là thương hiệu lại là Toyota, lại là một chiếc xe rất là phổ thông, cộng đồng người dùng cũng rất đông. Vậy thì nếu như mà anh chị chúng ta quan tâm, chúng ta muốn xem xe, chúng ta muốn lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.